Chúng ta mang nỗi sợ thời đại FOMO, Fear of Missing Out, hội chứng sợ bị quên lãng, và gần như lúc nào cũng phập phồng lo lắng, ngoài kia có thể có thứ gì đó tốt hơn, vui hơn mình chưa làm, có những con người thông minh hơn, tài năng hơn, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn mà mình chưa từng gặp. Facebooker hẳn vẫn còn nhớ mẩu tin sốt dẻo cuối năm 2014 làm cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Ông Mohamed El Arian, một tỷ phú người Mỹ gốc Ai Cập, trưởng cố vấn Hội đồng Phát triển Thế giới của Tổng thống Obama, một trong 100 nhà đầu tư hàng đầu của năm 2014, CEO của công ty trị giá tỷ đô Pimco, tuyên bố từ chức, nghỉ việc hoàn toàn để ở nhà chăm sóc cô con gái 10 tuổi của ông. Lá thư từ chức của ông được công bố buổi sáng, chỉ vài giờ sau cuộc đụng độ quyết liệt giữa hai cha con ông tối hôm trước, trong một bối cảnh quen thuộc của gia đình có con nhỏ. Ông bố hét lên gọi con gái đi đánh răng, cô không chịu, phản ứng dữ dội, và khi ông bố dở chiêu bài, bố là bố của con, bố nói là con phải nghe, cô nhỏ giơ bàn tay nhỏ xíu lên ra hiệu, bố đừng nói gì hết, bố đợi con một tí. Rồi chạy vào phòng đưa ra một danh sách viết bằng bút chì dài thầm thượt, kể không thiếu điểm nào trong 22 sự kiện quan trọng trong đời cô bé mà bố cô không có mặt. Từ những buổi sinh nhật của cô, bất kể to nhỏ, sự kiện trong trường, buổi biểu diễn âm nhạc, triển lãm nghệ thuật, thánh lễ Krishna quan trọng, ông bố xem xong danh sách choáng váng ngồi thụp xuống đất, ôm cô gái nhỏ vào lòng, và kết quả là như bạn đã biết. Định nghĩa. FOMO là từ viết tắt của cụm từ Fear of Missing Out. Khái niệm này được mô tả lần đầu tiên vào năm 2000 bởi tiến sĩ Dan Herman trong một bài báo học thuật có tên là Tạp chí Quản lý Thương hiệu. Tuy nhiên, từ viết tắt FOMO đã được Patrick McGuinness đặt ra một vài năm sau đó trong một ý kiến xuất bản năm 2004 trên tạp chí Mỹ The Harbors. Do được sử dụng rộng rãi, từ FOMO đã chính thức được thêm vào từ điển Oxford vào năm 2013, cùng với các từ lấy cảm hứng từ công nghệ khác như là emoji và selfie. FOMO thường dẫn đến cảm giác không thoải mái, không hài lòng, trầm cảm và căng thẳng. Sự gia tăng của phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng sự phổ biến của FOMO trong những năm gần đây. Những người mắc hội chứng FOMO thường có cảm giác sợ hãi về việc bản thân mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Cảm giác này ám ảnh người mắc phải rằng những người xung quanh sẽ đạt được những thứ gì đó mà mình không đạt được, sẽ biết được những điều hay ho mà mình chưa từng nghe qua. Từ đó, FOMO có thể thôi thúc người mắc hội chứng này phải hành động tại thời điểm thiếu lý trí, dẫn đến quyết định sai lầm, gây ít nhiều hậu quả. FOMO phổ biến nhất ở người tuổi từ 13 đến 33, 2/3 số người trong nhóm này cho biết họ cảm thấy nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ, sợ bị lãng quên. Một cuộc khảo sát cũng cho thấy FOMO phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ, mặc dù lý do vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ thực tế, như là phải cố gắng mua một iPhone mới trong trào lưu ai cũng mua iPhone, mặc dù không sử dụng hết các tính năng, hoặc các tính năng vẫn như cái iPhone hiện tại bạn đang dùng. Bạn sẽ bị FOMO vì bạn sợ ai cũng có iPhone mới, mà bạn thì không. Thế là hy sinh vài tháng lương cho con iPhone mà bạn nghĩ cũng chỉ dùng để nghe gọi, nhắn tin và lướt Facebook. Đã bao giờ bạn cảm thấy tủi thân khi lên Facebook và đập ngay vào mặt là bức ảnh hội bạn thân đang tụ tập hẹn hò, vui cười post ảnh mà không hề có mình ngay trên newsfeed? FOMO phát sinh từ sự thiếu hạnh phúc. Các kết quả nghiên cứu cho thấy những người có mức độ hài lòng thấp đối với các nhu cầu cơ bản về năng lực, sự độc lập và mối quan hệ có mức độ sợ bỏ lỡ cao hơn, tương tự như những người kém vui và kém hài lòng với cuộc sống. Nghiên cứu còn cho thấy những người có mức độ FOMO cao có xu hướng sử dụng Facebook thường xuyên ngay sau khi thức dậy, trước khi ngủ và giữa các bữa ăn. Thực tế thì bạn đang không cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ gì ở hiện tại, và bạn tìm kiếm đến mạng xã hội, kiểm tra điện thoại, email để cảm thấy tốt hơn. Một vài biểu hiện thường thấy của người mắc hội chứng FOMO trong đời sống hàng ngày. 1. Cảm thấy buồn và thiếu sót khi bỏ lỡ một cuộc vui, hội họp hay sự kiện xã hội. Đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp này chưa? Bỗng dưng bạn đang ở nhà thì hay tin đám bạn mình đi chơi chung không rủ mình. Bạn cảm thấy khá buồn và bị bỏ rơi dù bạn có khi cũng không hề thích hợp với những cuộc vui như thế. Một trường hợp khác chính là bạn mặc dù không hề muốn đi cùng với người đó, nhưng bạn sợ bị bỏ lỡ một thông tin gì đó, hoặc sợ sẽ bị mất quyền lợi trong một cuộc hội họp. Thế là bạn quyết định tham gia với một tâm thế gượng ép, khó chịu với chính bản thân mình. Tuy nhiên, bạn hãy thử một lần sống thật với chính cảm xúc của bản thân mình xem sao. Bạn sẽ nhận ra những điều bạn bỏ lỡ phần lớn không hề có ý nghĩa gì với bản thân, và không có bạn mọi việc theo quy luật của cuộc sống đều vận hành trôi chảy đấy thôi. 2. Liên tục kiểm tra điện thoại và các trang mạng xã hội.
Căn bệnh kiểm tra điện thoại trên từng phút từng giây mặc dù không hề có bất cứ thông báo nào đang diễn ra hàng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại trong giới trẻ chúng ta. Không có gì bàn cãi, điện thoại luôn là vật bất ly thân của mỗi chúng ta từ sáng đến khuya, ngay trong cả lúc đi vệ sinh. Nhưng không phải vì giá trị của nó, mà là vì nỗi sợ bỏ lỡ của bản thân chúng ta. Mỗi ngày từ lúc mới mở mắt thức dậy, chúng ta đã ngay lập tức kiểm tra Facebook, Instagram, Messenger, xem có gì mới không, có trào lưu gì hot mà mình chưa biết không, xem bạn bè mình giờ nó ra sao, xem có bao nhiêu người đã like bài đăng của mình, xem thần tượng của mình có ăn ngủ đủ giấc hay không, người đi làm thì kiểm tra xem có mail công việc hay là phản hồi từ đối tác, khách hàng hay không, và rất nhiều các lý do khác để chúng ta phải kiểm tra điện thoại mọi lúc mọi nơi. 3. Mua sắm vô tội vạ. Nỗi sợ không bắt kịp xu hướng dẫn đến việc mua sắm vô tội vạ của chúng ta, mặc dù trước đó mình không hề có nhu cầu với món đồ đó. Có những bạn thậm chí sợ bị không giống người khác nên cũng mua đồ về mặc vô tội vạ, cho dù có thực sự yêu thích món đồ đấy hay không. Trong một năm trở lại đây thì có trend sống xanh, thế là người người nhà nhà đi mua bình giữ nhiệt, ống hút tre, túi vải như một điều hiển nhiên, không cần biết nhu cầu của mình như thế nào mà chỉ cần biết mình không được khác người khác. Rồi đến chuyện đọc sách. Các bạn thấy người khác đọc sách thì giỏi lên, thành công hơn cũng đua đòi mua thật nhiều sách, nhưng số bạn đọc thì rất ít. Số để trưng ra cho bằng chị bằng em thì lại rất nhiều, vừa lãng phí tiền bạc, vừa khiến quyển sách đó không có cơ hội phát huy đúng tác dụng thật sự của nó. Sự mua sắm vô tội vạ còn nằm ở khía cạnh trung thành với thương hiệu, không kể đến những người làm việc trong các lĩnh vực review, báo chí, truyền thông thì FOMO còn thể hiện ở việc bạn sẽ bất chấp mua bằng được các sản phẩm mới nhất của thương hiệu mình yêu thích mà không cần biết đến giá trị, tính năng và nhu cầu sử dụng của mình có phù hợp hay không. Đối với những người khá giả thì không sao, nhưng đối với những người đang cố gắng dành dụm tiền bạc mà không suy nghĩ gì đến tương lai, chỉ để thỏa mãn sự bắt kịp xu hướng và tính FOMO của mình thì cần phải xem xét lại. 4. Những người luôn đưa ra lựa chọn mở. Đây là vấn đề rất ít người để ý, nhưng đó cũng là một trong những biểu hiện của tính FOMO. Khi phải đưa ra lựa chọn của bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, vì nỗi sợ bị bỏ lỡ, bị thiệt thòi của chính bản thân mình, những người này sẽ nói rằng, tôi muốn giữ sự lựa chọn của mình mở, cái nào cũng được. Nhưng thật ra họ sợ nếu chọn cái này sẽ mất cái kia, ví dụ như phải lựa chọn giữa mình là người ra quyết định cho một vấn đề quan trọng, nhưng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, với việc không phải chịu trách nhiệm nhưng vẫn phải nghe theo quyết định của người khác. Họ vừa muốn là người quyết định, vừa muốn không chịu trách nhiệm, nên sẽ nói là mình đưa ra lựa chọn mở để vừa có lợi ích vừa trừ đường lui cho bản thân. 5. Tự ti về bản thân. FOMO thường gắn liền với nhận thức địa vị xã hội thấp, có thể gây ra cho con người cảm giác lo lắng và tự ti. Khi một người bị bỏ lỡ một cuộc vui, một sự kiện xã hội hay một buổi họp, họ sẽ có xu hướng sợ mình bị kém nổi bật và sợ bị lãng quên bởi người khác. Bên cạnh đó, khi sinh hoạt cùng một tập thể, những người FOMO thường có hướng thấy bản thân mình thua kém trước người khác vì có kết quả học tập thấp hơn, lương thưởng thấp hơn hay hiểu biết ít hơn những người còn lại. Những biểu hiện này thường là rất bình thường trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nhưng về lâu về dài nếu nó diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn, sẽ dẫn đến những tác hại tiêu cực như nỗi sợ tiếp xúc với đám đông, stress và thậm chí là trầm cảm. FOMO là một căn bệnh truyền nhiễm. Tại sao mình nói FOMO là một căn bệnh truyền nhiễm? Ngay bây giờ bạn thử ngẫm lại xem mình có từng bị FOMO hay không, và chứng FOMO của bạn là nó tự phát sinh hay xảy ra trong một mối quan hệ với người khác. Thực tế cho rằng phần lớn FOMO của chúng ta sẽ xuất hiện khi giao tiếp với những người xung quanh. Thử cùng mình điểm qua một vài ví dụ xem có đúng không nhé. Bạn có một đứa bạn thân và nó lúc nào cũng mặc đồ theo xu hướng thời trang, còn bạn vốn dĩ là một người ăn mặc giản dị và cơ bản. Sẽ rất mừng nếu các bạn vẫn chơi với nhau nhưng không bị ảnh hưởng bởi phong cách và cách sống của nhau. Nhưng phần lớn các trường hợp, bạn cũng sẽ dễ dàng bắt chước cách ăn mặc cho đúng xu hướng thời trang của bạn mình, vì bản chất của xu hướng và những cái mới luôn kích thích hơn những cái đơn giản, bất kể bạn có nhu cầu với chúng hay không. Bạn cùng một đám bạn đang ngồi nói chuyện thì năm đứa còn lại cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội, lúc đó bạn sẽ làm gì? Ngoài việc bất lực và cũng cầm điện thoại lên lướt lướt cho bằng bạn bằng bè, thì đừng nói với mình là bạn lấy sách ra đọc nhá. Bạn không có năng khiếu và cũng không có niềm yêu thích với nhạc cụ, nhưng bỗng dưng bạn thấy bạn mình chơi hay quá, được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích, bạn cũng phải học hỏi cho bằng được, để rồi bạn có được những thứ giống y hệt người bạn đó mà bạn lại chẳng thấy vui chút nào.
Trường hợp nặng nhất là khi bạn chơi chung với một đám bạn mà có thông tin gì đó mà bạn không được biết hay không được cùng đưa ra quyết định. Thế là bạn cho rằng mình không được tin tưởng và mất đi sự quan trọng của mình. Hãy thôi đi, nhiều khi chuyện đó cũng là tốt cho chính mình. Nhiều khi mấy chuyện bạn sợ bị bỏ lỡ cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu để mà biết. Và đó là suy nghĩ của tác giả. Các bạn thấy sao? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share để ủng hộ chúng mình. À, cũng đừng quên có nút subscribe và nút chuông bên cạnh. Hãy ấn vào đấy để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!